Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Leon đại ca nay cực bảnh với áo sơ mi, Lisa điệu đà hết ý. Nhân dịp tròn 11 tháng tuổi, Leon và Lisa được mẹ Hà trưng diện đồ đẹp để chụp ảnh kỷ niệm. Ngắm nhìn hình ảnh cặp song sinh lớn phỏng phao, ai cũng trầm trồ thích thú. Như thường lệ vào dịp cặp song sinh Lisa Leon qua 1 tháng tuổi mới, nữ hoàng giải trí Hà Hồ đều chụp ảnh của các con để làm kỷ niệm. Và lần này cũng không ngoại lệ. Theo đó, mới đây Hà Hồ đã chia sẻ loạt ảnh mừng hai con tròn 11 tháng tuổi, kèm dòng chú thích đầy hào hứng. Chào ngày chúng con tròn 11 tháng, chỉ tháng sau nữa là tuổi con cũng có tuổi rồi. Lisa và Leon trong loạt ảnh tròn 11 tháng tuổi. Ngay lập tức loạt ảnh của cặp song sinh đã thu hút được sự chú ý rất lớn của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tỏ ra thích thú khi thấy Lisa, Leon lên đồ sành điệu như người lớn. Đặc biệt là Leon, cậu út diện áo sơ mi kết hợp với phần jean ngố, cực kỳ bảnh bao, ra dáng xoái ca nhí. Còn cô chị Lisa lại điệu đà với váy họa tiết có màu sắc đồng điệu với trang phục của cậu em. Cứ thế khi lên hình, trông cả hai cực kỳ ăn ý, chẳng trách dân mạng thi nhau thả tim ầm ầm. Leon mới 11 tháng tuổi đã ra dáng xoái ca bảnh bao. Cô bé Lisa điệu đà với váy họa tiết và cài nơ tông xiệt tông. Hà Hồ có gu thời trang tinh tế nên khi diễn đồ cho cặp song sinh cũng cực kỳ sành điệu. Không dừng lại ở khoảng lên đồ sành điệu, cặp song sinh Lisa và Leon còn gây sốt bởi loạt biểu cảm siêu đáng yêu. Ngắm nhìn loạt hình ảnh tròn 11 tháng tuổi của hai bé, người hâm mộ đều hết lời xích xo. Bên dưới phần bình luận, nhiều fan khen rằng cậu tư nhà mình nay đóng bộ quần jean áo sơ mi chững chạc quá ta. Trời ơi, nhìn như ông cụ non luôn Leon ơi. Chúc mừng Lisa và Leon tròn 11 tháng tuổi nha, hai bé cưng quá. Lisa xinh yêu, càng lớn càng giống ba quá. Hành động tinh nghịch của cậu út khi nhìn thấy máy ảnh. Cậu út này lớn phỏng, nhìn hệt như một ông cụ non. Nụ cười thương hiệu trở nên tỏa sáng nhờ sự xuất hiện của vài chiếc răng. Hiện cả Lisa và Leon đều có thể tự mình đứng vững mà không cần sự hỗ trợ của bố mẹ. Cũng trong giai đoạn này, cặp song sinh bắt đầu bộc lộ sự thông minh khi có thể nhận biết được hình ảnh, đồ vật mà bố mẹ yêu cầu nhận diện. Nhiều người cho rằng, chính cách giáo dục khoa học và bài bản của Hà Hồ đã kích thích trí não của hai con phát triển vượt trội. Trước đó, Hà Hồ cũng được khen mát tay khi chăm sóc cặp song sinh khôn lớn ấn tượng. Trong đoạn clip hậu trường chụp ảnh của Lisa và Leon trước, những biểu cảm của hai nhóc tì cũng khiến các cô chú vô cùng thích thú khi theo dõi. Thánh hài Leon vừa cầm bình nước, vừa cười hớn hở, đúng với phong cách thường thấy của cậu bé. Trong khi đó, Lisa được mẹ diện cho chiếc áo trắng điệu đà, cười e thẹn duyên dáng như một nàng tiểu thư. Vân Trang mừng sinh nhật con gái lớn trước ngày vượt cạn lần hai. Đồng hành cùng con suốt 5 năm, không bỏ lỡ giai đoạn lớn lên ngày nào của con là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mẹ, Vân Trang nói với con trong ngày sinh nhật. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.